đây là hai dòng bầu bầu compression 2 giá khoảng 1,5 triệu làm này là bầu compression music monitor M2 và 3,2 triệu về nào đây mới tinh hắn để trong tủ kính luôn. Đây là em Sony RSX1 khoảng 1 triệu yên em đầu em Telecom 700 nghìn. Đây này một bài em Google Home Echo Plus Google Home giá 700 nghìn. Một con đại em đài Sony gì đây Sony ICZ-R250 3 triệu Việt Nam đồng.